nhà nước Do Thái Israel đã ở trong tình trạng xung đột gần như liên tục kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948. Từ các cuộc chiến tranh Arab-Israel cho đến các hoạt động tác chiến ở dải Gaza, lực lượng phòng vệ Israel đã thu được rất nhiều kinh nghiệm trong chiến tranh. Từ đó, các công ty quốc phòng Israel đã phát triển vũ khí và trang thiết bị nhằm trang bị tốt hơn cho IDF để chuẩn bị cho các cuộc chiến trong tương lai. Trong số này phải kể đến một bộ dụng cụ đơn giản, kỳ lạ nhưng hiệu quả, đó là chiếc mũ Misnerfeit, hay còn gọi vui là mũ đầu bếp. Quả thực, Misnerfeit trông giống với chiếc mũ dành cho các đầu bếp. Nó lần đầu tiên được đưa vào phục vụ IDF vào năm 1994. Chiếc mũ vải trùm bên trên mũ sắt quân sự, trông khá kỳ cục này được đặt theo tên, chiếc khăn xếp của thầy tế lễ thượng phẩm ở đền thờ Jerusalem trong thời kỳ ngôi đền thứ hai. Từ Misnerfeit bắt nguồn từ gốc Semitic có nghĩa là bọc. Bọc ngoài mũ sắt bảo hiểm, chiếc Misnerfeit phá vỡ hình dáng đặc biệt của đầu người đội để che giấu người lính tốt hơn trên chiến trường. Một chức năng tuyệt vời khác của Misnerfeit là nó hoạt động như một tấm che nắng tuyệt vời trong cái nóng thiêu đốt của sa mạc Negev. Để đối phó với cái nắng, người lính chỉ cần di chuyển phần lớn vải mũ Misnerfeit sang bất kỳ phía nào mà mặt trời dọi về phía họ. Vì được làm bằng lưới Minspec, nên nó cũng cho phép luồng không khí đi qua và thoát nhiệt. Đó là lý do tại sao bạn thường thấy binh sĩ IDF đội chúng, ngay cả khi họ không đội mũ bảo hiểm kim loại bên dưới. Misnerfeit đã chứng tỏ nó mang lại lợi thế chiến thuật cho binh sĩ IDF trong các cuộc giao tranh với các nhóm chiến binh ở Liban. Nó còn được sử dụng trong môi trường chiến đấu đô thị. Vào năm 2013, nhà sản xuất thiết bị chiến thuật Azilai của Israel đã công bố loại mũ ngụy trang kiểu Misnerfeit có tên riêng là Manticum. Nó được làm bằng vải ngụy trang hai mặt, có thể đảo ngược, một mặt dùng cho môi trường sa mạc và một mặt dùng cho môi trường rừng. Loại mũ vải lưới này chưa từng được sản xuất bên ngoài Israel vì nó đòi hỏi một quy trình in đặc biệt được phát triển bởi vua ngụy trang của Israel, Fibrotech. Kể từ khi được giới thiệu, Misnerfeit đã được sử dụng rộng rãi trong IDF, từ quân dự bị đến lực lượng chính quy và thậm chí cả lực lượng đặc biệt. Từ chỗ một số vỏ bọc mũ ban đầu được tự chế, Misnerfeit ngày nay đã trở thành một bộ dụng cụ tiêu chuẩn trong IDF. Mặc dù nó chưa được chính thức sử dụng ở bên ngoài Israel, mũ Misnerfeit của Azilai Manticum không bị hạn chế xuất khẩu và có sẵn phục vụ mua bán thương mại kể cả ở Mỹ. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.